Rồi bây giờ ngoài cái vấn đề ghế, nệm, giường hay những cái gì của sản phẩm Teletron, có cái gì ngoài Teletron không dính líu tới? Nói gì cũng có dính líu, là tại vì đã là người Việt với nào nhau. Đúng rồi. Cho nên trong giờ phút này muốn giới thiệu đến tất cả những người Việt Nam trên toàn nước Mỹ luôn, chứ không phải riêng gì tiểu bang Texas. Dạ thưa đúng, đây là một cái người mà được quý vị rất là yêu mến, thưa quý vị, trong suốt những năm tháng vừa qua. Và anh cũng đã mỗi tối cũng là rất là nhiều người theo dõi và đã theo dõi và biết anh. Xin quý vị, có biết ai không thưa quý vị? Không nghe rõ vậy à? Thưa quý vị, đoán đúng rồi, anh N10 TV Trương Quốc Huy đã có mặt với chúng ta trong ngày hôm nay để giới thiệu, để nói về với quý vị, cũng như sẽ nói với chúng ta về một cái người mà người Việt Nam của chúng ta cũng đang hiện bây giờ, là anh là đại tá Hùng Cao, cũng sẽ ra tranh cử về cái chức vụ dân biểu liên bang. Cho nên nhờ cho anh Huy sẽ, Trương Quốc Huy sẽ nói rõ hơn về đề này. Và xin chào đón quý vị ở vùng Texas đã đến với Teletron và đến với Trương Quốc Huy và đến với Hùng Cao trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Câu hỏi đầu tiên đi là tôi đang thắc mắc liền là đại tá Hùng Cao tranh cử vào chức vụ dân biểu liên bang là dân biểu thuộc tiểu bang nào mà ra tranh cử? Dạ thưa anh Thảo, và xin chào hết tất cả quý vị khán giả ở đây. Quy cũng nhờ Teletron mà được có cái dịp về đây gặp hết tất cả quý vị. Nhưng mà thật sự ra Teletron ngoài cái việc là một doanh nghiệp ra, nhưng mà điều cũng đóng góp vào trong cho cộng đồng chúng ta. Có điều mà Quy rất là quý mến. Quay trở lại với cái câu hỏi của anh Thảo nói đó. Thưa quý vị cũng biết là anh đại tá Hùng Cao, ảnh 30 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Quy đến đây Quy cũng mong rằng tất cả quý quý vị ở đây, chúng ta ủng hộ cho một người Việt Nam của chúng ta có cái tiếng nói ở trên Quốc hội Hoa Kỳ. Và anh là một người, phải nói là tất cả chúng ta đây ở Texas ai cũng MAGA hết đúng không? Anh Hùng Cao là một người very MAGA luôn. tức là anh có những cái bài viết, nếu mà quý vị có đọc ở trên Washington December đó, thì anh có một cái bài anh viết về cái thực trạng của nước Mỹ. Và sau khi anh hồi hưu, anh quyết định là anh sẽ trở thành một dân cử để mà phục vụ cho chúng ta, thì anh ở bên tiểu bang Virginia, anh đang tranh cử ở cái địa hạt số 10, tức là cái district 10 đó ở bên Virginia. Nhưng mà cái vấn đề của anh Hùng Cao đó, ngoài cái vấn đề mà vận động để cái kinh phí mà để gây quỹ ra, thì anh cần có cái sự ủng hộ của người dân ở trên toàn nước Mỹ. Và cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mình có tới 2 triệu người ở trên nước Mỹ. Anh chỉ cần là, đôi lúc quý vị nghĩ rằng là mình ủng hộ cho ảnh, mình donate cái check cho ảnh, hay là mình vào trong cái website của ảnh để mà mình cho ảnh 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng gì đó. Có nhiều quý vị nói với Quy là ủng hộ cho anh Hùng Cao 1.000. Quý nói không có được ủng hộ cho ảnh 1.000 mà cho ảnh 100 thôi. Nhưng mà phải là 10 người. Tức là cái vấn đề của ảnh ở đây đó, ảnh cần cho cái ủy ban bầu cử thấy được rằng là có được 10 người. 10 người thì ở trong cộng đồng thấy gì, ở nhà quý vị đồ nát cảnh 10 đồng, cho 1 đồng cũng được nữa, nhưng mà mình có 10 thành viên ở trong gia đình, mỗi người cho 1 đồng. Đó là cái anh Hùng Cao Quy có gặp rồi, thì Quy cũng nói sơ một chút về tiểu sử của ảnh. Bố của ảnh là một người làm trong cái sở nông nghiệp của Bộ Canh Nông của Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình là một trong những cái gia đình đi qua bên Mỹ trong những cái giờ phút cuối cùng. Và anh qua bên này anh chỉ mới có 4 tuổi thôi. Và sau đó gia đình của ảnh làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ, phải đi qua bên châu Phi. Thì anh ở bên châu Phi cho đến lớn mới quay về trở Mỹ. Thành ra anh vừa nói được tiếng Pháp, vừa biết được tiếng Việt, vừa nói được tiếng Anh. Và 30 năm phục vụ ở trong quân đội Hoa Kỳ, anh là chỉ huy cho những cái đơn vị mà nó nguy hiểm hơn cả siêu nữa. Tức là cái nơi đó nó có những cái bom mìn đó, Quy biết được đó, thì anh là cái người mà đích thân chỉ huy để gỡ những cái vật liệu nổ đó, tức là cùng với lại đơn vị. Và anh cũng đã là cái người mà huấn luyện cho những cái thành viên ở trong lực lượng siêu.
mà những cái người mà đặc biệt hơn nữa, thì đó là cái công việc của anh. Thì khi mà anh quay trở lại thì anh nói rằng anh mong rằng tất cả những cái người cộng đồng Việt Nam ở đây chúng ta, tại vì thật sự quy biết được á, ngoài cái việc mà mình thấy được mình không có cái tiếng nói ở trong Quốc hội Hoa Kỳ đó, quý vị làm nail, quý vị làm nhà hàng, quý vị làm business doanh nghiệp của mình, đồ ăn Á Châu của mình, hay là đôi lúc mình không có cái người họ hiểu được cái bản tính của dân tộc của mình, thì mình bị thiệt thòi hơn cộng đồng đại hàng. Người đại hàng á, họ ở nước Mỹ ít hơn mình. Họ người đại hàng họ ở nước Mỹ ít hơn mình, nhưng mà họ có tới gần 6-7 cái dân biểu ở trên quốc hội và luân phiên. Thành ra cái cộng đồng đại hàng á, họ rất là vững, bởi vì cái tiếng nói của họ đưa được tới với lại họ biết được cái cách để mà làm cái luật để mà có lợi nhất cho cộng đồng. Thì cộng đồng Việt Nam của mình hồi xưa mình chỉ có anh Cao Quang Ánh, nhưng mà anh Cao Quang Ánh bây giờ ảnh cũng đã hết nhiệm kỳ rồi, thì bây giờ hiện tại bây giờ chúng ta không có ai hết. Đó là cái mà quy đi về đến đây, thì quy mong rằng tất cả quý vị ở đây có thể anh ủng hộ cho anh Hùng Cao. Xin trở lại một câu hỏi hồi nãy cho rõ ràng thêm. Thí dụ bây giờ gia đình tôi muốn ủng hộ cho đại tá Hùng Cao ứng cử vào chức vụ dân biểu liên bang nhiệm kỳ tới đây, tôi muốn cho 1.000. Tại sao một mình tôi cho 1.000 không được mà phải chia làm 10 người thành mỗi người 100? Đó, giải thích rõ thêm điều đó. Như vậy mục đích để là cái gì? Dạ thưa anh Hùng Cao á, ảnh được cộng đồng người Mỹ và quân nhân ủng hộ anh rất là nhiều, bởi vì ảnh là một quân nhân. Anh không lo lắng lắm về cái vấn đề kinh phí, nhưng mà anh cần có cái số lượng người ủng hộ. À, như vậy có phải không? Tức là thay vì anh Thảo nói ok, anh tôi Thảo cho 1.000, là chỉ có một người. Nhưng mà có 1 người à. Đây, anh Thảo nói thôi, nhà đình anh Thảo có 4 người. Không, để giải thích gì có phải không? Thay vì anh cho 1.000, mình chia thành 10 người hay là 5 người cũng được. Tức là cái số người ủng hộ nhiều hơn. Có thể cái tiền ít hơn nhờ tính trên cái số lượng người ủng hộ. Cho nên như vậy tôi nghĩ như thế này, cái số tiền cho nhiều ít không quan trọng, mình làm sao vận động để có nhiều người cho tốt hơn là một người cho. Nhiều người cho ít quan trọng hơn một người cho nhiều, có phải không? Rồi, xin cảm ơn. Ví dụ như bây giờ quý vị ở cái tiệm, cái business, cái thương mại của mình, thay vì anh Huy, anh nói là anh Telechon, anh nói anh cho 10.000. Nhưng mà không, tất cả những cái nhân viên ở trong Telechon, ví dụ như anh có 20 người, thì ra người 20 người đó, mình muốn cho bao nhiêu cho, nói đúng là như vậy, nhưng mình cần cái số người là như vậy. Dạ. Rất là đặc biệt thưa quý vị, ở bên những cái về bên bầu cử, người ta sẽ có cái ủy ban bầu cử, người ta sẽ thấy không những là tiền bạc mình có để mình vận động nó còn mạnh hơn và được nhiều người biết hơn, nhưng mà cái số lượng ủng hộ của một cái ứng cử viên sẽ cho thấy được cái sự yêu mến của tất cả mọi người. Cho nên đây là một cái anh Hùng Cao, là ảnh tuy là anh ứng cử ở liên bang ở tại Virginia, nhưng mà ảnh làm việc nếu mà được việc vào được việc quốc hội thì ảnh làm việc cho toàn nước Mỹ, chứ không như phải là tôi đề nghị như thế này. Mình không phân biệt mình là người Việt Nam đang sống ở tại Virginia, ở thủ đô Washington hay bất cứ một tiểu bang nào trên toàn quốc Hoa Kỳ, đều nên ủng hộ đại tá Hùng Cao. Tại vì nó không phân biệt người Việt ở tiểu bang nào cả, miễn có ủng hộ là tốt. Mà càng đông người ở khắp nơi, càng nhiều chừng nào lại tốt chừng đó. Điều thứ hai, mình, một mình cho tiền nhiều, ủng hộ nhiều, không quan trọng bằng mình vận động cho nhiều người ủng hộ đại tá Hùng Cao. Dạ, thưa quý vị có thể vào trong cái website là hungcaoforcongress.com. Cái trang web cũng dễ nhớ lắm, Quy đang có ở trên này nè, hungcaoforcongress.com. Thì ở trong đó nếu mà quý vị nào đã từng donate mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump đó, thì cái cách ở trên website y chang như vậy luôn. Và anh Hùng Cao là một người cộng hòa rất là có tinh thần, và Quy gặp được ảnh vừa hiểu được cái văn hóa Việt Nam, ảnh vừa hiểu được cái văn hóa Mỹ, và Quy thấy rằng anh là cái người sẽ đại diện cho chúng ta ở trên quốc hội. Nên thành ra là Quy mong rằng tất cả quý vị ở đây, quý vị có thể kêu gọi bà con, anh em, bạn bè của mình, và kể cả người Mỹ cũng được luôn. Bởi vì cái tinh thần của anh rất là tốt luôn. Anh khi mà Quy đọc những cái bài viết của anh về cái việc đó, thì Quy phải bay qua một lần, Quy gặp đích thân anh Hùng Cao. Quy hiểu được cái tâm lý, cái quan điểm của anh đã nói rồi, Quy sẽ quyết định, sẽ ủng hộ anh. Và bất kỳ Quy đi tới đâu, Quy cũng nói rằng nếu mình người Việt Nam, mình ủng hộ cho anh Hùng Cao. Dạ. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Thưa quý vị biết ở lực lượng Navy SEAL là một lực lượng nó là tinh nhuệ nhất của Hoa Kỳ của chúng ta, và anh Hùng Cao, đại tá Hùng Cao, thưa quý vị, là anh là người huấn luyện cho Navy SEAL của Hoa Kỳ chúng ta. Cho nên mời quý vị cho một tràng pháo tay cho Trương Quốc Huy và anh Hùng Cao và tất cả chúng ta cùng ủng hộ Hùng Cao. Phong thư quý vị, đại tá Hùng Cao, chúng ta có tiếng nói. Quý vị có thể vào trong cái website là hungcaoforcongress.com.
hungcaoforcongress.com. Ở trên cái website đó nó có cái thông tin ở trên đó đó, quý vị có thể bỏ vô, hoặc là nó có cái địa chỉ ở trên đó, quý vị có thể ký cái check để mà ủng hộ cho anh Hùng Cao. Xin hỏi cho rõ thêm chữ Hùng Cao viết thường được, không cần viết in viết qua phải không? Dạ không, cái website tên là Hùng Cao, thì khi mình đánh website nó không, chàng muốn nói cái chữ Hùng Cao đó. Dạ. Viết thường được phải viết không? Viết thường được. H-U-N-G. Dạ. Rồi C-A-O. Dạ. Cao, Hùng Cao. Dạ. Rồi For Congress, C-O-N-G-R-E-S-S, yeah. forcongress.com. Yeah. Rồi, đúng rồi. Yeah. Viết bình thường được nha quý vị, không cần giấu nha. Không quý vị giấu. Viết bình thường y như là email vậy đó. Nhưng mà viết liền nhau. Quý vị cho bao nhiêu cũng được hết thưa quý vị nha. Mình nên nói cho nhiều người thân, bạn bè chúng ta cùng ủng hộ cho Đại tá Hùng Cao để chúng ta có một tiếng nói tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị và mời quý vị, và cảm ơn Trương Quốc Huy đã bay từ ở bên Cali qua đây. Thứ nhất là ngoài tới ủng hộ Teletron cũng đi gặp gỡ tất cả quý vị và cũng đến ủng hộ cho anh Hùng Cao. Xin mời quý vị sau cái giờ này chúng ta có thể vào gặp anh Huy, Trương Huy ở phía trong để chúng ta chụp hình với nhau, hoặc như anh Ca nghệ sĩ sẽ có mặt ở phía trong và chúng ta sẽ mua những ghế massage, những cái loại nệm và những cái sản phẩm mà Teletron cố gắng sẽ mang cái giá rẻ nhất cho chúng ta để có một cái đời sống. Mà ngay lúc này quý vị nào có muốn giúp cho anh Hùng Cao thì Huy ở bên trong đó, Huy sẽ hướng dẫn cho quý vị luôn ở trên cái phone của quý vị có thể làm liền tại chỗ. Đó là như vậy. Thì giờ bây giờ mình sẽ vào gặp ở bên trong. Cảm ơn. Xin cảm ơn hết tất cả quý vị. Quý vị ủng hộ cho Teletron. Trong tương lai mai mốt á, mà Teletron làm mỗi một năm mà 4 show là anh Thảo anh vỗ tay. Ở đây chứ mình phải ở đây. Kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta còn một lần nghỉ giải lao nữa và hai lần trình diễn văn nghệ nữa cho tới ít nhất là 10 giờ tối hôm nay. Quý vị hãy gọi cho bạn bè đến tham dự. Dạ thưa đúng, quý vị mời bạn bè tới chương trình của chúng ta mới hết phần đầu, phần thứ hai càng hấp dẫn hơn. Tất cả ca sĩ hát từ sáng đến từ trưa đến giờ sẽ trở lại với chúng ta bắt đầu từ bây giờ đến tới hơn 10 giờ tới ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và rồi xin mời quý vị vào bên trong nhé. Xin cảm ơn. Nhưng mà nếu mà trong một vài năm nữa tôi sẽ gọi người là huyền thoại. Huyền thoại chỗ nào? Đưa cái phong trào bán ghế massage lên toàn quốc Hoa Kỳ, trở thành số 1 luôn. Chưa có một công ty người Mỹ nào, người ngoại quốc nào mà đưa cái ghế massage lên tầm dốc như vậy. Từ chiếc ghế 2.500, 2.800, 2.900, 3.000, 3.001 của cái công ty nào đó mà China. Anh Huy Nguyễn hâm của Mỹ á, Pacific hay gì đó. Nhưng mà anh Huy Nguyễn đã đưa lên tầm dốc là 6.700, 7.000. Cái chiếc ghế đầu tiên là chiếc ghế gì? Đi nói ra. Dạ, rồi sau đó 7.900, rồi 8.000 lớn, cái đó bây giờ là 16.000 đô la quý vị. Dạ vâng. Và chưa có một công ty mà Mỹ nào đã làm được việc này. Tôi muốn anh Quy Nguyễn chia sẻ với chúng ta không phải về vấn đề thành công trong thương trường, mà là chúng ta nên chọn cái gì trong ngày hôm nay tương xứng với sự cần dùng của mình để bồi dưỡng sức khỏe của mình trong tương lai, dù rằng các bạn trẻ hay già. Tràng pháo tay dành cho anh Quy Nguyễn. Cảm ơn ban nhạc, xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong ngày hôm nay, đã ủng hộ cho Teletron trong suốt mười mấy năm qua, và đặc biệt nhất là ở trung tâm Asia Times Square đã giúp cho Y Nguyễn và Teletron vượt qua những khó khăn, nhất là trong hai cái năm đại dịch. Thưa quý vị, đã hỗ trợ hết mình để Teletron có tồn tại và phát triển vào ngày hôm nay, để trả ơn quý vị lại bằng một cái mỗi năm quý vị biết là có một lần nhạc hội vào cái anniversary vào tháng 11 thưa quý vị. Nhưng mà năm này lại lần đầu tiên chúng ta có thêm cái nhạc hội mùa xuân thưa quý vị, cho nên chúng ta sẽ có hai lần ca nhạc trong một năm bắt đầu từ năm nay. Cho nên xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã giúp cho Teletron, đã mua sắm ủng hộ để chúng ta có. Quý vị có muốn mỗi năm có hai lần không thưa quý vị? Tôi ủng hộ đó, tại vì mỗi năm có hai lần tôi làm hai lần MC luôn. Và mỗi lần mà như vậy thì Teletron sẽ thay đổi ca sĩ mỗi đợt như vậy để chúng ta có thể tham dự được, biết được nhiều ca sĩ. Nhưng mà MC thì không thay đổi thôi quý vị. Hết hồn. Tự nhiên em vừa mới nói vậy cái tự nhiên Huy nói sẽ thay đổi cái làm hết hồn luôn. Chắc MC thì vẫn anh Việt Thảo và Giáng Ngọc vẫn đồng hành với Teletron, như nữ ca sĩ Phương Hồng Quế là người chị của Y Nguyễn cũng đã cùng đồng hành giúp cho Teletron những cái chương trình thế này. Và chúng ta sẽ có những cái tháng 10, tháng 11 sẽ trở lại với Dallas của chúng ta, và mời quý vị sẽ cùng tham dự với một lực lượng ca nghệ sĩ khác. Xin lỗi Quy Nguyễn chỗ này. Nhiều người không hiểu tại sao mà Quy Nguyễn vẫn giữ MC Giáng Ngọc và Việt Thảo. Nó không có con mẹ gì hết trơn. Rõ ràng luôn là cái show Orlando ở bên Úc Châu mời tôi 3 show, lúc đầu 5 show luôn. Tôi nói thôi, không được, dài quá điểm được, nói thôi 3 show ngay Orlando, và tôi cán show Úc Châu để làm việc cho Teletron. Nói chung là từ chối hết tất cả những show khác để dành ưu tiên cho Teletron.
Đó là lý do tại sao mà có còn không có nữa, tôi bỏ riêng đó ráng chịu. Xin cảm ơn Thư Vị cho một tràng pháo tay trên Việt Thảo thưa quý vị. Vui thôi, vui dạ. Tại vì tháng ngày 6 tây tháng 10, xin lỗi quý vị, ngày 10 tây tháng 6, Clayton sẽ có một cái chi nhánh ở tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida, sẽ Grand Opening. Tháng 5 này sẽ có cái soft opening nhẹ, nhưng mà ngày 6 tây tháng 1 sẽ có cái chương trình là Grand Opening tại Orlando, tiểu bang Florida. Nếu quý vị có những người thân bạn bè ở khu vực đó sẽ nhớ cùng đến Florida trong dịp đó. Chúng ta đến tháng 6 là cái tháng mà mùa du lịch của chúng ta, đi trong cái Disney World hoặc là Universal Studio ở đó thì rất mong quý vị đến với Florida. Thì nhớ đến với Florida và Orlando sẽ có chương trình đại nhạc hội trong 2 ngày, nhưng mà riêng chương trình on sale thì tới 4 ngày ở tại Orlando, Florida. Xin cảm ơn quý vị đã nói trước với anh Việt Thảo. Nói tự nhiên nghĩ ra, nếu mà ai mua cái ghế massage đó đi gia đình 5 người, mình tặng cho 5 cái vé vô Disney World. Được à, có lý à? Dạ, em Nguyễn sẽ nói chuyện với Disney World. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là gần thưa quý vị. Dạ. Teleton rất là gần Disney World. Dạ, cái chi nhánh mới của Teleton rất là gần Disney World, khoảng chừng 15 phút à. Cho nên quý vị đến đó cũng rất là dễ dàng. Chúng ta đến với Orlando, một cái nơi mà được gọi là một cái nơi là du lịch thuộc loại là đặc biệt trong những cái mùa hè mà tất cả mọi nơi cả thế giới đều về Disney World để tham dự. Thì Orlando Teleton sẽ có ngày 10 tây tháng 6 thưa quý vị, sẽ có Grand Opening, một chi nhánh mới của Teleton sẽ được khai trương ở tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã giúp Kỳ Nguyễn có những cái điều kiện bên này. Nhưng mà hồi nãy thì anh Việt Thảo có nói là hôm nay thì chắc chắn là cũng sẽ có rất là nhiều những cái special đặc biệt về những cái sản phẩm của Teleton. Vậy thì không biết là Huy có thể chia sẻ về những cái điều này. Và tôi có điều kiện là mặt trời chiều đang lặn dần, đang tắt dần. Dạ. Quy Nguyễn nói như nào mà mặt trời tắt là ngưng nha. Nó nhanh lắm à. Thì bởi vậy. Nhanh lắm á. Vì quý vị bây giờ càng buổi chiều là quý vị đến càng đông, tại vì anh chị em làm đến ngành nail hoặc là quý vị đi làm việc ngày thứ 7 vẫn đi làm, thì bây giờ càng về chiều thì càng đông. Cho nên những cái chương trình mà hấp dẫn nhất quý vị mới vừa coi cái phần đầu thưa quý vị. Phần thứ hai sẽ càng hấp dẫn hơn, đặc biệt hơn rất là nhiều để phục vụ quý vị cho đến từ 10, 10:30, 11 giờ đêm nay. Cho nên quý vị hãy nói với người thân, bạn bè hãy tiếp tục ra với Asia Times Square để cùng có những bữa ăn tối đây cho vui. Tất cả những cái giày gian hàng ở đây ông phục vụ cho quý vị. Bên cạnh đó những cái mặt hàng sale của Teleton cũng như những cái ghế massage của Nhật được làm tại Nhật. Và xin chào đón tất cả quý vị cũng đã từ Austin ở Kansas City, Oklahoma City, Louisiana và tất cả những vùng lân cận khoảng 2, 3, 4 kể cả 5 tiếng lái xe cũng đã đến với Teleton trong ngày hôm nay để coi ca nhạc và mua sắm những cái sản phẩm, những cái ghế massage của Nhật được làm tại Nhật hoặc là những cái loại nệm cứng chống đau lưng, mà nhất là nệm Lamborghini. Ngày hôm nay quý vị thấy những khách hàng từ bên Anh thưa quý vị cũng đã gọi qua, từ bên London của bên Anh cũng đã gọi qua để mua những cái tấm nệm Lamborghini. Ở bên Úc Châu thì gọi qua để mua những cái ghế 16.000 đô la. Và kể cả bên Na Uy hoặc là tất cả những cái tiểu bang, những cái nước bên Âu Châu cũng đã mua ở Teleton, kể cả bên ghế Singapore từ bên Canada cũng đã gọi qua và mua sắm. Thì hy vọng đây những cái sản phẩm mà nó mang đến những cái niềm vui, những cái sức khỏe và với cộng với cái chương trình văn nghệ cũng như món ăn tinh thần đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ thưởng thức những cái chương trình văn nghệ của Teleton mỗi năm như một cái dịp chúng ta picnic, gặp gỡ với nhau, bạn bè, người thân ở tất cả mọi nơi, về với Asia Times Square ở tại Texas của chúng ta để chúng ta có những ngày hè sắp đến thật là vui và chúng ta trải qua cái mùa dịch bệnh. Hy vọng tất cả mọi người, mọi nhà sẽ được vui vẻ, sức khỏe, và quan trọng là có sức khỏe là có được tất cả, phong thư quý vị. Cho nên những cái sản phẩm nệm của Italy mà Teleton không có ngại qua tới bên đó, hoặc là những ghế của Nhật Bản, em Nguyễn sẽ có cái dịp đi Nhật Bản trong hy vọng là trong cái mùa hè năm nay để tường trình trực tiếp từ những cái hãng sản xuất mà có từ năm 1954 nó như thế nào của hãng Singa đã mời, cũng như sẽ qua bên Italy ở thành phố Milan, thành phố Florence để cho vị thấy một cái hãng nệm của Magnetlux và Lamborghini sản xuất làm sao mỗi ngày 10.000 tấm nệm thưa quý vị, và được ship đi tới trên dưới 100 quốc gia trên toàn Hoa Kỳ. Và theo nên rất là may mắn được quý vị ủng hộ, cho nên chúng ta lại có được cái chương trình là đại lý độc quyền cho còn lại châu chúng ta, cho nên những tấm nệm cứng chống đau lưng rất đặc biệt thưa anh. Và có một điều nữa tôi không dám nói trước, nhưng mà tôi đã có quyết định và sẽ đi cùng Quý Nguyễn sang Italy hay là Japan để thu hình trực tiếp về cho đồng bào cũng như quý vị xem về những cái sản phẩm độc đáo mà Teleton sẽ mang trong những ngày tháng sắp tới. Xin cảm ơn Việt Thảo và hy vọng anh Nguyễn sẽ có thêm một người bạn đồng hành nữa. Mới nói mà anh cũng đang cười cười, nhưng mà cũng sẽ cùng đồng hành chúng ta đi đến những cái hãng xưởng để coi những cái sản phẩm. Là đây là có thể nói là hãng đầu tiên sản xuất ghế massage vật lý trị liệu tại Nhật Bản, cũng sẽ người sẽ tường trình từ những cái hãng sản xuất và coi những cái mặt hàng từ cái năm 1954 đến bây giờ, cái ghế đầu tiên như thế nào đến những ghế mới nhất bây giờ thế nào. Thì hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những cái chương trình của Teleton hoặc là cái YouTube của quý vị, nhớ bấm vào Teleton để biết thêm những chương trình văn nghệ ở đâu và những cái chương trình sale như thế nào để chúng ta biết trước để cùng mua sắm.